Ok, để mình nói thì đây là phần workshop của mình. Phần workshop thì anh em vào biển số nè. License này. Nó đã có mục Vietnamese license nhá. Là đã có biển số Việt Nam rồi nhá, cờ Việt Nam nhá. Rồi. Và sau khi gắn lên xe nó như này, và biển số anh em mua này, màu đỏ của quân đội này, màu xanh chữ trắng của nhà nước này, này kinh doanh này, kinh doanh vận tải ấy, là làm dịch vụ ấy. Anh em thế này thích hợp cho những chiếc mà anh em độ chế thành taxi nhé, còn biển số trắng là xe bình thường. Rồi để sau khi mà anh em subscribe rồi á thì anh em nhớ nhớ một điều là tắt game và khởi động lại nhé, khởi động lại Steam, tắt Steam khởi động lại luôn, ngay cả file ngôn ngữ Việt Nam cũng vậy. File ngôn ngữ Việt Nam thì mình đã có rồi, và phần ngôn ngữ Việt Nam này đã working rồi nhé, hiện tại đang có 37 bạn đang sử dụng cái mod này. Và phần mình muốn nếu như mà anh em thích thì hãy like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Mình sẽ cho ra một phần nữa, đó là phần các biển bảng của xe. Thì đây, đó, kiểu kiểu biển như thế này nè. Anh em có thích design gắn ảnh mấy em xinh xinh, sexy lady vào đây không? Thì comment bên dưới cho mình nha, để cho mình biết nha. Và phần logo nữa. Và anh em thích kiểu như nào thì anh em hãy comment bên dưới cho mình biết để mình làm. Mình đang định design những cái biển này để trang trí cho nhà xe, nhà cái gara của anh em. Hiện tại mình đã cho vừa mình vừa mới đưa lên luôn cái biển số xe. Biển số xe sau khi anh và em vào xong á, em surprise xong rồi khởi động lại Steam và game thì anh em sẽ làm như sau. Anh em vào trong máy tính bảng và vào phần shop, xong vào cửa hàng biển số nha. Rồi anh em sẽ thấy đây, trang thứ ba là bắt đầu có biển số kinh doanh này, trang 5 này sẽ có biển số nhà nước và biển số quân đội này. Để ý map là mình có cả quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam nha. Nhiều người design mà để bản đồ thiếu quần đảo của Việt Nam là thua luôn á. Và biển cuối cùng đó là biển trắng, biển này của cá nhân này. Công việc việc của anh em chỉ việc là vào game, xong vào Cam Simulator này, bản 2021 này, vào workshop này, rồi chọn biển số, xong qua trang 2 nha, tại vì hiện mình up lên chậm quá nên nó bị nhảy trang. Qua trang 2 thì biển số mình nằm đầu tiên thì anh em surprise nó một cái là xong rồi. Đấy, anh em có thể xem trước. Đó. Đó. Biển số xe đây. Nhìn cũng khá ok ha. Vẫn thấy quần đảo nè. Quần đảo nè. Nếu thấy thích thấy hay và muốn mình làm thêm những cái gì nữa thì hãy comment bên dưới nhé. Còn về phần xe thì hiện tại mình hơi thấy khó về cái phần 3D. 3D thì mình chưa chưa học cái món 3D lắm. Mình design mình chỉ có 2D thôi, là chỉ có Photoshop với lại Corel. Còn để design được cái vỏ của xe cũ, cái xe này ấy, nó như cần dùng lên tới AutoCAD rồi, nó chơi tới AutoCAD rồi, nó chơi tới 3D rồi. Mình cũng chưa chưa học qua cái món AutoCAD nên mình cũng chưa nghiên cứu được. Nhưng mà mình đang nghiên cứu là mình up từ bản cũ lên bản mới ấy. Cứ tầm lại từ bản cũ lên bản mới thì nó sẽ ngon lành hơn. Rồi, clip đến đây kết thúc. Nếu em thích thì hãy like, subscribe kênh để ủng hộ mình, và nêu ý kiến của anh em dưới phần comment. Bye bye.
me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.